À, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Và tiếp tục cuốn video hôm nay. Hôm nay Thanh Phú lại đến một khu vườn của em Hùng, có địa chỉ là thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Thì vẫn tiếp tục, hôm nay em Hùng cũng có chia sẻ cũng như gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em một số tác phẩm cây bonsai tại vườn nhà. Và sau đây Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem hết video. Và nhớ để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin mời quý vị. Và trước khi đi vào chi tiết cây bonsai, Thanh Phú xin phép lướt qua khu vườn của em. Hôm nay Thanh Phú thấy em về cũng khá nhiều tác phẩm cây bonsai, những hàng to, lớn và những hàng siêu đẹp. Để cuốn video này, em Hùng cũng chia sẻ đến anh chị em yêu bonsai để tham khảo và giao lưu. Rồi, và những tác phẩm cây bonsai tại vườn của em Hùng, Thanh Phú giới thiệu và chia sẻ trước màn ảnh cũng như màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem và nhìn ngắm. Và Thanh Phú cũng xin phép để chia sẻ và giới thiệu thêm, nơi đây em cũng có sở hữu một tác phẩm hải châu. Đây, cây này cũng là siêu khủng, nhưng mà một cây hải châu giáng đổ thì cực kỳ là hiếm tính đến thời điểm hiện tại. Và em sẽ chia sẻ những cuốn video sau, mong anh chị em mình cùng đón xem và theo dõi. Và có những tác phẩm hải châu khác, đây là hàng cũng siêu to, xây kích tầm cũng 4 người bê nặng, để Thanh Phú lướt qua anh chị em mình cùng ngắm. Vì cũng khá nhiều tác phẩm bonsai nên khu vườn của em cũng khá là chật, nên chia sẻ chi tiết anh chị em mình cùng xem và thông cảm. Rồi, không để quý vị cùng toàn thể anh chị em mình chờ lâu, Thanh Phú tiến hành để vào bên trong để gặp em Hùng và em chia sẻ những tác phẩm bonsai của mình. Chào em. Xin chào anh Thanh Phú và chào toàn thể anh em yêu cây trên cả nước. Hôm nay anh Thanh Phú có ghé lại nhà vườn Hắc Pha Bonsai thì lời nói đầu tiên xin chúc toàn thể anh chị em và anh Thanh Phú một ngày mới nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn luôn sở hữu được những tác phẩm mà mình đam mê và yêu thích. Và đây là chia sẻ với là anh em tác phẩm đầu lai của nhà vườn là một cây hải châu, một cái tác phẩm hải châu. Cây này là một cái cây cũng là một cái cây mà nhà vườn rất là yêu thích, nhưng mà vẫn đem lên để chia sẻ tới anh em để cùng chiêm ngắm và tìm hiểu về cái cây hải châu này. Đây là một cây một cốt nha anh em. Cây này làm theo cái lối cắt giật, cây không còn một cọng kẽm. Chia sẻ với lại anh em cái tác phẩm này để anh em chiêm ngắm, và anh em nào thích thật sự yêu thương thì cứ alo cho mình để được sở hữu tác phẩm này. Đây là một cây chiến của nhà vườn nha anh em, bề to hàng bưng bê, nói chung một người bê nặng đó anh em. Nhìn đây là cây cái phơm tàn tạo tác là cắt chuyển không nha anh em nha. Và anh em mình quay một vòng anh em cùng chiêm ngắm cái tác phẩm này. Một cái bề, cái đường đi của cái đế này rất là khó chịu nha anh em, nó quặn đều và cái đẹp đều hai mặt. Mình còn tì một hai cọng kẽm đó là để tì cái cành thôi nha anh em, nó không có đáng kể. Anh em nhìn cái độ quặn của cái thân cây này, còn cái cốt là nuôi cỡ hơn ngón cái mình nha anh em nha. Anh em hình dung nè đó, anh em nhìn thấy cái độ co lắc của nó không? Để đào tạo một cây như thế này thì khá lâu nha anh em. Cây này thì cũng anh em chia sẻ lại cho nhà vườn, chứ thực sự ra nếu mà mình nuôi cây này thì mình nuôi không nổi đâu nha anh em, nó rất là lâu. Anh em nhìn nguyên cái bề dách của nó nè. Cây này, cái hàng này là anh em đem đi chơi được nha anh em, dòng lá đẹp và cái độ già của cây, anh em nhìn cái da lên da me da cốm hết rồi, rồi là cây nó rất là già. Cái cúc lùng hay lùng đậm to, đây anh em nhìn hình dung cái tay mình ôm đó, anh em thấy không? Cái độ già đây là những cái
cái mà thời gian nè, nó sẽ trả lời cho anh em là những cái thời gian là đây nè, trên cái da cây cây rất đẹp nha anh em. Nói chung hàng lùng lực bút măng này thì cây này là một cây khá đẹp. Đây, những cái đồ khó là những cái đồ quặng của thân, anh em thấy cái đồ quặng của thân đó, nên là những cái cây này tuy nó nhỏ nhưng mà giá trị nó cao nha anh em nha. Nên anh em phải tìm hiểu cho kỹ. Có nhiều cái cây to, anh em nói sao cây to anh lại bán rẻ tiền hơn cây nhỏ, vì những cây này rất là khó nha anh em. Đúng. Rất là khó để kiếm được một cái tác phẩm mà bưng bê mà cỡ như thế này đó. Anh em ngắm cho kỹ tác phẩm này. Thực sự đây là cái chia sẻ cái đam mê đến những anh em yêu hàng khai thác đó. Hàng khai thác mà nó có cái độ quặng, độ khó như thế này thì chỉ có thiên nhiên ban tặng nha quý anh em. Đó, mình quay một vòng nữa và mình sẽ đo thông số. Và anh em nào yêu thích muốn sở hữu tác phẩm này thì cứ alo cho nhà vườn. Rồi, xin phép anh em cho mình đo thông số tác phẩm này nha. Cây rất là già nha anh em. Bộ bệ to, bệ này thì khá to. Hoành đế cây này là 105 nha anh em. 1m05. Tổng đế là đế mình đo trên á, chứ còn ở dưới nó vẫn còn nha anh em. Và cây chỗ cái eo này, ngay chỗ thước dây là 47 nha anh em. 47. Chiều cao của tác phẩm này 42 nha anh em. 42. Và cái tàn ngang 75 nha anh em. 75. Đang nằm trong cái chậu chữ nhật, phủ bì là 52. Dài 52. Và chiều ngang là 38 nha anh em. 38 chiều ngang. Đây là một cây chắc chơi rất là đậm nét. Anh em nào mà chơi sâu á, thì sở hữu những cái tác phẩm này. Đây cũng là một cái cây mà mình rất là yêu thích, nhưng mà mình muốn chia sẻ tới anh em trên cả nước những cái tác phẩm Hải Châu để anh em cùng tìm hiểu về nó, vì cũng khá nhiều anh em chưa biết về cái dòng Hải Châu này, không riêng vì anh em miền Trung. Đây anh em ngắm nè, cây này đẹp quá anh Phú à. Nói chung cốt tay cành cây này thì cho anh em xem lại, anh em nhìn kỹ là cốt tay làm đào tạo mà nó lên tới đây mà nó già, rất là già nha anh em. Cây này mình mới xả lá đó và nó mới ra lá lại đó. Nói chung mình mấy cây này thì mình không có để nó to, mình cứ gom nó lại, nó cứ cù lại vậy đó anh em, thì giá trị nó sẽ cao lên từng năm tháng nha anh em. Đó, anh em thấy một cái thân gì nó lùng chưa tới một gang tay. Đúng. Thốc thân của nó nè, anh em thấy không? Nếu mà tính ra để mình đo cái thốc thân của nó thử anh Phú nè. Chưa được. Nó chỉ có 15 thôi nha anh em. Khoảng thốc thân nè, 15 thôi nè. 15, 16 thôi. Đúng. Là một cái bệ lùng lực nha anh em. Mà lên cái tay cành cỡ bằng ngón cái mình là không phải là đơn giản là để nuôi những cái cốt tay mà ra cỡ này. Cây này là một cây khá đẹp. Đã anh em ngắm kỹ tác phẩm này. Nó là tới cái mùa hoa trái, nó chuẩn bị tới mùa hoa trái này nữa là anh em nhìn thấy mê luôn. Và tiếp tục đến với anh em một tác phẩm Hải Châu nha. Một tác phẩm Hải Châu. Đây là một cái cây hàng khai thác ở khu vực miền Trung. Và cũng là cái món ăn tinh thần của anh em khu vực miền Trung. Và những cái cây Hải Châu thì mấy clip trước cũng có rất nhiều anh em chưa biết đến cái dòng cây này. Thì sự nó chỉ mới anh em mới chơi khoảng tầm 2-3 năm nay thôi. Và bây giờ mình muốn chia sẻ anh em một chút về cái tác phẩm Hải Châu là nó như thế nào nha anh em. Vì có khá nhiều anh em cũng alo cho mình, họ sợ về cái chất trồng, về cái khí hậu và tất cả mọi thứ. Thì cái gì mình biết mình sẽ chia sẻ cho anh em. Và mình cũng sẽ chia sẻ nhiều tác phẩm Hải Châu đến với anh em trên cả nước để anh em mình cùng cái đam mê để sở hữu được những cái tác phẩm này. Nói chung cái dòng Hải Châu nó rất là già nha anh em. Và nó khó trồng là một điều là nó lâu lớn thôi. Nếu mà những cái cốt này anh em mà lên chậu rồi thì nó rất là lâu lớn. Còn tay cành thì dễ làm. Nên là anh em chơi cái dòng này nó hay cả là từ gỗ tới thân, tới bông, tới trái.
rất là đẹp và cái tên cũng đẹp nữa. Đó, chia sẻ là anh em như cái dòng này ra trái chùm và trái nó 4-5 màu nha anh em, còn bông trắng như tuyết, và đặc biệt thì bông nó vào những mùa nắng như thế này là ra bông kín cây luôn, là gọi là tuyết rơi mùa hè đó anh em. Một bề, đây là một cái bề có cái cành bay rất là đẹp nha anh em. Đây là co lắc tự nhiên, mình chỉ định hình những cái búp, những cái tay cành xương dâm ở trên thôi, còn những cái cốt này là đi tự nhiên, còn những cái này là cái bớt sam rừng nha anh em. Nó sam rất là cứng, rất là chắc, nên anh em yên tâm. Đó, anh em cùng chiêm ngắm cái tác phẩm Hải Châu này. Và hôm nay thì nhà vườn sẽ chia sẻ với lại anh em một số tác phẩm Hải Châu với cái giá rất là yêu thương, để chi ăn cho anh em và muốn tới anh em cả nước biết đến cái cây Hải Châu, dòng cây đặc sản của miền Trung. Nên là mình sẽ chia sẻ anh em khá nhiều những cây Hải Châu đẹp trong cái clip này. Mình sẽ chia sẻ hết những cái gì, những cây nói chung chưa hoa, có hoa, rồi có trái. Anh em chịu khó xem hết clip nha anh em. Và đây là một cái tác phẩm Hải Châu, anh em cùng chiêm ngắm về cái dàn phơm tàn của nó. Cây này thì anh em nào có chơi hồ cá, anh em đúng để một cái tác phẩm này lên, nó bay qua cái hồ cá rất là đẹp. Cây này về đấy, anh em đào tạo thêm cái dàn xương dâm nữa là ok nha anh em. Vì cây dài nên là mình quay qua tới đây thôi là không quay được nữa. Nên là quay tới đoạn nào thì anh em cùng chiêm ngắm. Anh em nhìn trái đẹp ghê. Trái là trái xanh, rồi bắt đầu nó vàng, rồi nó chín, nó đỏ. Nói chung nó 4-5 màu nha anh em. Về cái cây Hải Châu này và dòng lá của nó cũng nhiều dòng lá. Có dòng lá tròn, dòng lá dài, dòng lá chung, dòng lá lớn. Đặc biệt là cái cần bay của gì? Cần bay đều lắm nha anh em. Đi nó co lắc tự nhiên. Đây là những cái co lắc tự nhiên nha. Lắc thiên nhiên. Cây này nó có cái vết xam ở cái lưng này một chút là không sao nha anh em. Nó vẫn sống rất là khỏe. Anh em nhìn trái mà ra tới đọt vậy là anh em tự hiểu nè. Khi mà cây nó sung thì trái nó sẽ ra tới đọt như thế này. Rồi anh em cùng ngắm. Trái chùm. Đây là chim nó đã ăn hết một số rồi nha quý anh em nha. Đó, anh em nhìn cái đường thân đi co lắc rất là đều, nguyên một bề đặc nha anh em nha. Liền bề cây này có những cái vết sam này là vết sam rừng, sam núi nha anh em, không có đáng kể. Dòng Hải Châu thì lũa nó chắc. Rồi xin phép anh em cho mình đo thông số cái tác phẩm này luôn. Cây này mà có cái hồ cá treo chim rồi lên vẫn được nha anh em nha. Anh em về thiết kế một hai cái lồng chim nhỏ nhỏ treo ngay chỗ cái đọt đó. Rất là duyên. Nhưng mà chim nhỏ thôi nha anh em nha. Đây mình đo tổng quanh đế của tác phẩm này. Là 110 nha anh em, ngay thước dây. 1m1. 1m1. Và nguyên cái bề này ngay thước dây là 62 nha quý anh em. 62. Rồi mình đo một cái thăng giữa này đi, thăng chủ này đi. Thăng chủ này là nó là 14 nha anh em. 14. Và tổng chiều cao của em nó từ mặt chậu lên nha quý anh em là 68. 68. Và cái tàn bay của nó nè. Một mét bảy nha anh em. Mét bảy. Đang nằm trong cái chậu vuông tứ linh. 45. 45 vuông. Chiều cao là 33 nha anh em. 33 chiều cao. Và anh em nào yêu thích tác phẩm Hải Châu dáng bay này thì nhắc máy lên alo cho nhà vườn để được nhận những cái tác phẩm này với một cái giá rất là yêu thương, vì mình muốn chia sẻ tới anh em trên cả nước biết tới cái dòng cây này nhiều hơn. Đây là một cái dòng cây khai thác nha anh em. Dòng cây này thì chỉ có thiên nhiên ban tặng thôi, chứ mình trồng thì nó rất là lâu lớn. Nói chung cái bộ thân và cốt đế của nó thì rất là lâu lớn. Còn tay cành thì anh em thả nó đi rất là nhanh nha anh em. Nói chung nó đi rất là nhanh, về anh em cứ định hình lại. Nên là mình sẽ đưa ra những cái mức giá rất là yêu thương để anh em cùng sở hữu. Những cái đam mê của
khu vực này mình chia sẻ tới anh em trên cả nước ạ. Và tiếp tục chia sẻ tới anh em một tác phẩm vú quái nữa, Hoàng Anh Mộc. Tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Tác phẩm này có cái đường đi nó rất là dị nha anh em. Nó có hình thù, nó giống như cái chữ M rồi thêm đây một cái chữ gì nữa. Và cốt ở chỗ đây nè, cái đầu co của nó đâm ra một cằn phóng trước rất là đẹp. Sau này anh em đội cái nón lên ở đây. Và nếu mà anh em nào chơi mà có bonsai lãnh nam á, thì anh em thả một cái cành rơi đây nữa. Rớt xuống nữa. Ở đây mình cũng có thả một cái cành rơi rồi nè. Nhưng mà mình không có vô dây nha anh em. Anh em nào sở hữu tác phẩm này thì về định hình cái dây đây nữa là đẹp. Đó, anh em ngắm chi tiết cái cây này. Một cái cây rất là quái. Rồi mình xoay một vòng anh em cùng chiêm ngắm tác phẩm này nha. Cây này nó đẹp hai mặt nha anh em. Có cái dàn rễ buông rất là khéo. Đó, anh em xem cái độ co lắc của nó. Co lắc liên tục nha anh em nha. Và những cây này mình đều vào cái chậu đẹp hết rồi. Một cái chậu xoài bát tiên nha anh em. Xây to, vậy tầm cao. Tầm này thì cũng kích 40 khiên hết. Cái này nó đụng cằn nên là mình quay ngược lại nha anh em. Anh em nhìn nè. Anh em nhìn những cái độ co lắc của nó. Mình quay chi tiết cho anh em cùng ngắm nè. Đây là liền lạc hết nha anh em nha. Nói chung những cái đoạn này là liền lạc hết, không có đóng ghép chỗ nào hết. Cây này một cái phơm cây rất là duyên nha anh em. Và anh em cứ nhắc máy lên alo cho nhà vườn để nhận được những cái mức giá rất là yêu thương. Vì có những anh em có thể họ về họ chia sẻ lại nên là mình không có tiền báo giá trên kênh nha quý anh em. Anh em thông cảm cho nhà vườn cái điều này. Vì cũng có nhiều anh em nói là sao không báo giá trên kênh để anh em dễ giao lưu. Nhưng mà anh em thông cảm là vì có nhiều anh em họ về họ tạo tác rồi họ chia sẻ lại cho những người khác nữa. Nên là quý anh em thông cảm cho nhà vườn cái điều đó. Chứ còn cây nào mình đưa lên là mình báo giá hết. Và anh em cùng ngắm cái tác phẩm này. Và mình sẽ đo thông số để anh em tiện giao lưu nha. Một cây khá điệu nha anh em. Cây này rễ là kín chậu luôn á. À, kích thước. Nhưng mà nó còn nằm ở dưới. Anh chị em mình cùng hình dung một cái kích thước cũng như cái thông số của cây. Mình đo tổng cái bề này nha anh em. Ngay thước dây là 155 nha anh em. 1m55. 1m55. Và mình đo cái thân lớn này của tác phẩm này đi. Là 34 nha anh em. 34. Ngay thước dây. 34. Và chiều cao của cái này từ mặt chậu lên là 1m nha anh em. 1m. Và cái tàn ngang của em nó 90 nha anh em. 90. Đang nằm trong cái chậu hột xoài bát tiên 80. Nếu mình chiều đo, dài đo tán hết thước thì chắc ngoài mét quý vị. Thì ngoài mét đó, nhưng mà mình đo nó chiều đồ dài 80 và chiều ngang là 55 nha quý anh em. Chậu 55-80. 55-80. Cây này nó rất là điệu nè. Có anh em thấy như một cái chữ M. Rồi lên đây lại thêm một cái chữ nó duyên lắm. Cái này giống như chữ A anh Phú à. Đúng rồi. Đó. À, anh chị em mình về tạo tác những cái bông, những cái râm. Nói chung cây này về anh em chỉ làm thêm cái dàn dâm nữa là đẹp. Làm thêm những cái bông, những cái nón ở trên đây. Anh em làm một cái nón đây, một nón bên đây. Rồi quýnh một cái lúp qua đây nữa là đủ dữ liệu để chơi cái tác phẩm này. Những cái tác phẩm đẹp về có bộ cốt. Anh chị em mình về xây dựng tùy thích. Cái này nó liên lạc hết nha quý anh em. Không có ghép gũng chỗ nào hết. Nói chung mình cây như thế nào thì mình sẽ báo cho anh em như vậy. Để anh em tiện giao lưu. Và một lần nữa thì xin thông báo với lại anh em là bên mình không có bao ship nha anh em, vì mình đã ra một cái giá rất là ưu đãi cho anh em rồi. Nên anh em chú ý cái điều đó giúp mình. Đây, cái mặt nè, anh em nhìn ha, mình đứng ở sau nè, một cái gọng này không nè. Rồi lên hai cái phơm chữ này, rất là lạ cho tác phẩm dúi này. Một cái tác phẩm mà anh em nào chơi hàng quái thì sưu tầm cái tác phẩm này về. Và tiếp theo chia sẻ với lại anh em một tác phẩm chắc nghệ nha anh em. Chắc nghệ.
một cây khá đều. Nói chung đây là nguyên bộ lũ rinh của nó nha anh em. Lũ rinh. Còn cái phơm tàn thì anh em thấy rồi. Đây là mình mới xả lá cho anh em thấy dàn xương dâm của nó nha anh em. Một cây khá đều. À, nó sống chỉ cái mặt sống nó là nhiêu đây thôi. Rồi để mình quay vòng anh em cùng ngắm cái tác phẩm này. Đặc biệt cây là này, cái bộ lỗ riêng của gì. À, anh em cùng chiêm ngắm cái tác phẩm này. Già chát chú rồi nha anh em. Cây này nó cũng có hoa có trái nha anh em. Trái vàng tròn rất là đẹp. Anh em nhìn guồng cây này. Đặc biệt là cái lũa đó quý vị. Nguyên một cái bộ lũa này nha anh em. Cây này do mình chưa quýnh lại nha. Nếu mà quýnh lại một phát nó đỏ lét luôn anh em. Rất đẹp. Rồi mình quay vòng anh em cùng ngắm. Anh em nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ alo cho nhà vườn. Nhà vườn có ship hàng trên cả nước nha anh em. Rồi mình đo thông số tác phẩm này anh em tiện giao lưu nha. Đây là nguyên cái bề đế luôn, bề lũa nha anh em. 70 nha anh em. 70. Đế 70. Và mình đo cái bành thân ở giữa này đi. Là 55 nha quý anh em. 55. Chiều cao từ mặt trầu lên 64 nha anh em. 64. Và cái tàn của em nó tàn ngay chỗ đây, cái tàn lá nha anh em. 57. 57. Cây đang nằm trong cái chậu chữ nhật nha anh em. 54 chiều dài. Và chiều ngang của nó là 40. 40 chiều ngang. Đó, anh em cùng chiêm ngắm lại một lần nữa tác phẩm chắc nghệ này. Anh em thấy cái đường đi của nó. Đó, cái mạch da đó quý vị. Đó là cái mặt sống á. Mặt sống nó thì nhiêu đó thôi. Còn bên đây là nguyên một cái bề lũ rừng nha anh em. Cây này anh em nghệ nhân có tạo tác sơ thôi. À, anh em nào yêu thích và chơi tới cái dòng khai thác thì sở hữu tác phẩm này. Một cây rất là điệu nha anh em. Vàng là anh em xem vàng tráng cốt to rồi, rầm dày. Nuôi rất là lâu rồi. Mình xả hết lá để anh em tiện ngắm cái vàng cốt cách của cây này. Và tiếp đến lại một tác phẩm Hải Châu nữa. Một cây lùng lực nha anh em. Một cây chân đề rất là đẹp. Một cốt hai thăng nha anh em. Đây là nguyên một bề. Một liên. Cốt hai thăng liền lạc. Và cây này tay canh cũng đã làm hoàn thiện rồi. Mấy cây này về anh em chỉ chơi ra hoa ra quả và chơi thôi. Mình quay một vòng nó có cái sam rừng này nha anh em. Những cây như thế này nó có những cái sam rừng này thì anh em yên tâm. Vì những cái sam rừng, sam núi thì nó không có bồng bể gì nữa hết. Anh em ngắm kỹ cái tác phẩm này. Bề đế anh em thấy đi duyên rồi. Rất là duyên và cây cũng rất là già nha anh em. Nói chung những cái tác phẩm này là hàng thiên nhiên ban tặng. Rất là già. Anh em nhìn tổng thể cái cây này. Mình quay một vòng nữa. Và mình đo thông số. Và anh em nào yêu thích thì cứ nhắc máy lên. Alo cho nhà vườn. Và hôm nay thì mình sẽ chi ăn cho anh em. Nên anh em tranh thủ. Với cái mức giá rất là yêu thương cho anh em. Về để anh em sở hữu những tác phẩm này. Là những cái tác phẩm mình muốn chia sẻ tới anh em trên cả nước. Chơi để tìm hiểu về cái cây Hải Châu. Và cái quanh bề của em này là 100 nha anh em. 1 mét. Bề đế là 1 mét. Nó rất là khéo về phần cốt quý vị. Và hai thân này là 47 nha anh em. 48. 48. 48. Chiều cao của em nó từ mặt trầu nha anh em lên là 45. Cao 45. Và cái tán ngang 60 nha anh em. 68. Đang nằm trong cái chậu án mây. 49 chiều dài. Dài 49. Và chiều ngang 40. 40 chiều ngang. À, anh em nào yêu thích những hàng khai thác thì sở hữu tác phẩm này về. Chia sẻ với lại anh em một vài tác phẩm Hải Châu. Với một cái mức giá rất là chi ăn cho anh em để ủng hộ nhà vườn trong thời gian vừa qua nha anh em. Đó, cây này đẹp hai mặt nha anh Phú nha. Đúng rồi. Cây rất là duyên. Tới mùa bông trái nữa là anh em thấy đã luôn. Và cây tiếp theo là một tác phẩm Hải Châu nữa nha anh em. Tác phẩm cây bề đế.
Cây này nó có cái vết xem rừng ở giữa đây một chút, nhưng mà cái co của cây này và cây này là một cây hàng cắt giật nha anh em. Đây cũng là một cái tác phẩm hàng cắt giật, và hàng cắt giật thì anh em biết rồi, nó rất là lâu. Để tạo những cái cốt hàng cắt giật này nó rất là lâu, và cái bề này cũng khá to nha anh em. Đó, đây là cái vết xem rừng nè. Đây, để quay cho anh em hiểu. Cái vết xem rừng của nó thì không ăn thua gì nha anh em, nó đã theo 5 tháng rồi. Còn đây là cái co của nó, cái co đầu của nó nè. Anh em nhìn co đầu nó rất là đều nha. Và cốt tay mà hàng cắt giật mà nuôi cỡ này cũng khá lâu nha anh em. Còn cây này nói về cái độ già thì chúng chấm hết luôn. Chơi theo lối cắt giật. Đây, cây này mình tạo tác một bề và theo cái lối cắt giật nha. Anh em nhìn cái đế. Cái đế chạy xuống. Đó. Dòng bề rất là to. Dòng bề này rất là khủng. Cây này dòng lá cũng đẹp nha anh Phú nha. Lá đẹp. Đó, anh em thấy cái co. Đây, cái đoạn co đây. Một co rất là đều nha anh em nha. Đó, anh em nào nhanh tay sở hữu những cái tác phẩm Hải Châu, hôm nay nhà vườn chia sẻ tới anh em những cái tác phẩm Hải Châu để anh em tìm hiểu về cái cây này. Nguyên một cái bề đế trải nha anh em, nói chung đế đều tứ diện. Và xin phép anh em mình đo thông số tác phẩm này luôn. Hàng này cũng hai người bưng hết nha anh Phú nha. Hai người bê. Quanh tổng đế của em này là 1m05 nha anh em. 1m05. Và mình đo ngay cho cái bề này. Rồi cái bề này là 75. 75. Và chiều cao từ mặt chậu lên nha anh em là 45. Cao 45. Một cái tỷ lệ rất đẹp. Và cái dàn tàn của em nó là 60 nha anh em. 68. Đang nằm trong cái chậu hột xoài 60 chiều dài. Và chiều ngang là 40 nha anh em. 40 nhân 60. Đây là cái chậu sông long. Đó, anh em cùng chiêm ngắm lại tác phẩm này. Một cây Hải Châu, hàng khai thác của khu vực miền Trung như quý anh em. Cây khá già. Đó, anh em ngắm kỹ lại. Bề đế 24 giờ luôn nha quý anh em. Cây này em đào tạo theo cái lối cắt giật hết nha anh Phú. Cứ ra rồi giật lại, ra rồi giật lại. Rất giá trị cây. Khi cây thành thuộc. Và chia sẻ tiếp tục với lại anh em trên clip là một tác phẩm Hoàng Anh Mộc nữa. Một tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Cây khá dài nha anh em. Một cây liên cầu, liên bể. Và đặc biệt là những cây này nó không có bồng bể gì hết. Anh em về nghiên cứu tiếp. Nhà vườn sẽ chia sẻ với lại anh em những cái tác phẩm này. Rồi anh em cùng ngắm một cái tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Cây rất là già nha anh em. Già trắng phếu hết rồi. Rồi mình quay vòng, anh em cùng chiêm ngắm tác phẩm này. Đó, anh em nhìn nè. Cái co của nó. Và cái bệ liền nha anh em. Bệ liền lên một cái cây tử rất là bự. Đó, anh em ngắm chi tiết cái cây này. Về tổng thể hai mặt, các mặt đều đẹp. Anh chị em mình cùng xem chi tiết. Đó, anh em ngắm cái tác phẩm này. Mình để bức tượng Lý Tử Long rất là to, nhưng mà cây này cũng kích 4 người khiêng nha anh em. Và hôm nay mình chia sẻ với lại anh em những cái tác phẩm Hoàng Anh Mộc này. Đến với lại quý anh em trên cả nước, anh em nào yêu thích tác phẩm nào thì nhắc bé lên alo cho nhà vườn. Nhà vườn có ship hàng trên toàn quốc nha anh em. Cái bên mình thì bán hàng không có bao ship nha, quý anh em nghe rõ giúp mình, vì mình đã cân đối cái giá. Cái hốc liền mũi cầu. Đây, rất là duyên cây. Cái bề này là bề đặc, nạt hết nha anh em nha. Em có thể xây mặt sau đi. Đây, anh em ngắm chi tiết nè. Do cây này nó khá nặng nên là mình quay nó từ từ thôi nha anh em nha. Đấy, rất đẹp. Cây này thì đẹp đều hai mặt. Về tổng thể cũng như bố cục của cây.
liền. Cây này mà nó ra trái là anh em nhìn mê luôn ạ. Cây này mình sở hữu cũng khá lâu rồi. Những cốt tay này mình đã được đào tạo cũng lâu nha anh em, rất là to. Và anh em chỉ làm thêm cái dàn bóng lúp của nó nữa là đủ chi tiết để chơi. Cây này mình làm xong rồi mình cắt giật nữa nha anh em. Và để tiện giao lưu, mình xin phép anh em mình đo thông số cái tác phẩm Hoàng Anh Mộc này. Để em lấy cái tượng ra tí đi. Gì đó. Cũng khá là trân. Anh chị em mình có thiện chí thì sở hữu, vì mình cũng có thể là khai thác, mình tạo tác thêm những cái nét đẹp của tác phẩm. Tổng hoành đế là 1m70 nha anh em. 1m70. Một cái đế khá to nha anh em. Liên lạc một cốt nha. Và mình đo ngay chỗ cái thân chủ này đi. Ngày thước. Ngày thước dây. Là 54 nha anh em. 54. Và cái tử này là 28. 28. Chiều cao từ mặt chậu lên nha quý anh em. 1m12 nha anh em. 1m12. Và cái tổng phơm tàn của em nó là cũng 1m. 1m2 nha anh em. 1m2. Đang nằm trong cái chậu bát tiên hột xoài. Chiều dài của em nó là 75. 75. Và ngang là 57 nha anh em. 57. Đang nằm trong một cái chậu đẹp. Một cái chậu bát tiên Đồng Nai nha quý anh em nha. Anh em nào yêu thích tác phẩm Hoàng Anh Mộc này thì alo cho nhà vườn. Nhắc lại một lần nữa là nhà vườn có ship hàng trên toàn quốc nha anh em. Và hôm nay những cái tác phẩm này mình sẽ ra cái giá rất là tri ân cho anh em để ủng hộ trong thời gian vừa qua. Để chia sẻ tới anh em những cái tác phẩm Hoàng Anh Mộc hàng khai thác ở Bình Định nha quý anh em. Cây thì già trắng phếu hết rồi. Anh em cùng ngắm. Và tiếp tục là một tác phẩm Hải Châu nha anh em. Cây này Hải Châu. Nó giống như một chiếc thuyền vậy. Anh em thấy nè. Đây là có mũi thuyền. Mũi thuyền. Đây chỉ có thiên nhiên ban tặng thôi. Chứ mấy cái này là mình không có làm nha anh em. Còn chỉ có anh em định hình tay cành thôi. Quy một bệ. Bệ của nó là 5 thân nha anh em. Liền khối một bệ. 5 thân. Mình sang dòng anh em cùng chiêm ngắm tác phẩm này. Một tác phẩm khá duyên nha anh em. Cây này hàng một người bưng nặng nha quý anh em. Nó cũng đang nằm trong cái chậu tàu khá già rồi. Khá lâu năm rồi. Chậu tàu này thì cũng lâu lắm rồi. Khéo cái đoạn đó ha. Dạ. Cái này nó ra y như một cái mũi thiền. Cái này nó duyên lắm. Anh em nhìn nó y như một cái chiếc thiền. Mình đặt tên cái tác phẩm này là con thiền của Titanic nha nè. Rồi xin phép anh em cho mình đo thông số. Để khỏi mất thời gian của anh em. Bệ này cũng khá to nha anh em nha. Và cái bệ đế cái này là 93 nha anh em. 93. Nguyên cái bệ đế. Và cái hoành thân mình đo cái cụm 5 thân này đi. Là 55. 55. Chiều cao của em nó là từ mặt chậu lên là 47 nha anh em. Cao 47. Và cái dàn tàn 80. 80. Rồi anh em nào yêu thích tác phẩm này thì nhắc máy lên. Alo cho nhà vườn. Đang nằm trong một cái chậu chữ nhật, chậu tàu nha anh em. Chiều dài 50. 50. Và chiều ngang của em nó là 37. 37. À, anh em nào yêu thích những cây mà nó có những cái dáng lạ như thế này thì anh em alo cho nhà vườn. Và nhà vườn sẽ chia sẻ với lại anh em những tác phẩm này với cái mức giá rất là yêu thương. Vì mình không báo giá trên live là vì có nhiều anh em về họ tạo tác. Nhất là một lần nữa cho anh em thông cảm cho nhà vườn.
rồi để họ chia sẻ lại cho anh em khác. Nên là anh em nào cứ yêu thích thì cứ alo cho mình, cây nào mình cũng báo giá hết, nên anh em cứ yên tâm. Và chia sẻ với lại anh em, đây cũng một cái hàng siêu phẩm nha, một cái tác phẩm Hải Châu bề rừng, một bề rừng liền bề nha anh em. Cây này không ghép, không gũng gì hết, nói chung cây này là thiên nhiên ban tặng. Đó, anh em ngắm kỹ những cái tác phẩm này và mình đem lên để chia sẻ với lại anh em yêu cây trên cả nước. Liền khối một bề, liền một khối nha anh em. Đây, cái dàn cầu bắt qua hết, nói chung nó liền lạc hết. Ở đây là mình có phủ một cái lớp lên để cho nó giữ mát cái bộ đế nha anh em. Sau này khi mà nó già thêm một thời gian nữa, anh em cứ xả mạnh ra là ok. Bây giờ mình quay một vòng để anh em cùng chiêm ngắm cái tác phẩm bề rừng này. Một cây khá to nha anh em. Điều cây này là mình ép chậu và cốt tay cành đã làm, đã xong hết rồi. Cây này thì anh em chỉ về chơi thôi, xả kẽm ra chơi và làm cái dàn bông tán nó thêm một chút xíu nữa. Đây, đây là mặt sau nè. Cây này nó đẹp hai mặt nha. Đây, những cái cầu nó chiền rất là hay nha anh Phú nha. Đúng rồi. Chia sẻ với lại anh em những cái tác phẩm này. Đây là cái hàng chắc chơi nha anh em. Để sở hữu những cái tác phẩm này là bây giờ cũng hết rồi. Rất nói chung hàng Hải Châu mà bây giờ những cái bề cỡ này thì khai thác không ra nữa nha anh em. Chẳng qua là mình sẽ chia sẻ tới là anh em yêu cây trên cả nước những cái tác phẩm này để anh em có cái chiêm ngưỡng về cái độ đẹp của cây Hải Châu. Đó, anh em ngắm kỹ cái tác phẩm này. Đây là mình có hai bề như thế này, nhưng mỗi bề nó có một cái đẹp riêng. Nên là cái bề rừng này xin phép anh em cho mình đặt nó là cái bề rừng số 1 nha anh em. Số 1. Bề rừng số 1 vì nó có hai bề mình vẫn vô trong cái chậu án mây gì. Nên là mình đặt nó là cái bề rừng số 1. Và xin phép anh em cho mình đo thông số cái tác phẩm này. Để anh em tiện giao lưu. Hoành đế cái này nha anh em. Là 1m3 nha anh em. 1m3. Đây khá to. Và nguyên cái bề rừng này mình đo tổng bề nha anh em là 1m24. 1m24. Chiều cao của em nó từ mặt chậu lên là 60. Cao 60. Và cái tán ngang của em nó là 1m. Tán 1m. À, anh em chiêm ngắm lại tác phẩm này một lần nữa. À, và đang nằm trong một cái chậu án mây nha anh em, cái chậu chữ nhật. Chiều dài 70. Dài 70. Và chiều ngang là 50 nha anh em. Ngang 50. À, anh em cùng ngắm kỹ cái tác phẩm bề rừng này. Cây liên lạc nha anh em nha. Cây khá đẹp. Nói chung mấy cái hàng này giờ gọi là hàng hiếm nha anh em. Nếu mà những cái bề rừng mà đế trên 1 mét này. Và chia sẻ với lại anh em một tác phẩm bề rừng nữa. Đây là bề thứ hai. Và đây là cái bề thứ hai nha anh em. Mỗi cây nó có một cái vẻ đẹp riêng. Và anh em cùng ngắm tác phẩm này. Một cây Hải Châu, một tác phẩm Hải Châu khá già nha anh em. Và mấy cái bề này rất là khủng. Và những cái bề này đều liền lạc hết nha quý anh em. Không ghép, không gọng gì hết. Đó. Bề liền. Mình quay chi tiết cho anh em xem tổng bề cây này. Anh em thấy cái bề này ghê khủng. Đó, có những cái vết sam rừng, sam núi nha anh em. Không ăn thua. Anh em nhìn cái bề, cái tay mình. Bề khá to nha anh em. Đế trải đều rất là đẹp. Dòng này lá đẹp. Cốt cách thì đã anh em nghệ nhân đã đào tạo và làm nó rất là đều rồi. Anh em chỉ về chờ ra hoa trái nữa là chơi thôi. Và đây là bề rừng số 2. Anh em thấy cái dách đi không? Đây là những cái vết xem rừng, xem núi nha anh em. Cái này anh em nghệ nhân họ cũng đã tạo tác một chút xíu. Để cho nó yên chuyển theo cái form cây. Anh em cùng ngắm. Đây là nguyên một cái bề liền nha quý anh em nha. Liền bề hết, chứ không phải là ghép nhiều cây thành một bề. Đó là cái giá trị của những cái bề rừng là nó là như vậy. Và xin phép anh em cho mình đo thông số luôn.
cái tác phẩm này, bệ rừng số 2 nha anh em. Thì hai cái bệ này mình lên cái chậu nó tương đồng nhau. Mình để số 1, số 2 cho anh em dễ hình dung. Kích chậu bằng nhau. Đế nó còn dưới nha anh em, nhưng mà mình đo ở trên này thôi. 1m22 nha anh em, nghe thước dây. 1m22. Và tổng cái bệ. Tổng bệ này là 1m07 nha anh em. 1m07. Chiều cao của bệ này là 67 nha anh em. Cao 67. Và cái tán ngang của tác phẩm này cũng là 1m1 nha anh em. 1m1. Và cây này cũng đang nằm trong một cái chậu chữ nhật án mây. Chiều dài là 70. 70. Và chiều ngang cũng là 50 nha anh em. 50 chiều ngang. Anh em ngắm thật kỹ những cái tác phẩm này. Và đây là những cái bệ rừng, nói chung cái hàng này cũng hết rồi, theo năm tháng rồi. Đó, đây là cái bệ rừng Hải Châu số 2. Anh em cùng chiêm ngắm. Cây già lắm rồi nha anh Phú nha. Đúng rồi. Cực nói dễ. Chung cốt cán thì anh em nghệ nhân họ đã đào tạo xong hết rồi. Cây này về anh em chờ ra bông trái rồi chơi thôi. Và tiếp theo là một cây Hoàng Anh Mộc. Một tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Và anh em cùng chiêm ngắm một cái cây Hoàng Anh Mộc rất là quái nha anh em. Hàng khai thác. Cây có cái guồng đi rất là kỳ quái. Anh em cùng chiêm ngắm cái tác phẩm Hoàng Anh Mộc này. Về bồ cốt cực quái quý vị. Cây này kích 4 người khiêng nặng nha quý anh em. Xây lớn. Đây anh em mình quay một vòng cho anh em ngắm tổng thể cái tác phẩm này. Cây không có bọng bể nha anh Phú nha. Bộ cốt liền. Đẹp hai mặt. Cái này đều hai mặt hết. Thuộc hệ cây quái. Cây 4 người khiêng khá nặng á. 4 người bề phải khỏe. Yeah. Anh thấy cái guồng đi của bộ chân rễ nó rất là duyên nha này. Cây thì già lâu năm rồi. To. Về đậu quái. Rất cây đẹp. Rất là phê nha anh em nha. Và đây cũng là cây cuối clip của nhà vườn. Muốn đem lại cho anh em chiêm ngắm một cái tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Già vàng quý vị. Rất là già. Cốt tay nuôi cũng khá lâu rồi nha anh em nha. To hơn ngón tay cái mình nè. Cái này về anh em xả kiểm là cũng được rồi ạ. Nơi đây rất là đẹp. À, coi cái gọng. Anh em nhìn cái gọng nó đi. Đây nhìn tương tự y như một cái hình trái tim nha anh em. Từ cái rễ nhỏ này qua cái chân rễ lớn này. Cái này còn khá nhiều cái điểm đẹp và anh em nào sở hữu thì khai thác thêm. Và nhà vườn xin phép anh em cho nhà vườn đo thông số nha. Tác phẩm Hoàng Mộc này. Chụp tổng quần đế này nữa. Đế cũng khá là to. Rồi, ngay thước dây là 187 nha anh em. 1m87. 1m87. Rồi mình đo ngay cho cái eo ở giữa này nha quý anh em. Cây này thuộc hệ cây quái. Nó là mình chỉ đo thông số theo cái vòng eo của cây. Ngay thước. Đây, ngay thước dây là 110 nha anh em. 1m1. 1m1. Tổng chiều cao của tác phẩm này là 80 nha anh em. Cao 80.
và cái phơm tàn là 1m4 nha anh em, 1m4 đang nằm trong cái chậu đá mài 1m12 chiều dài, dài 1m12 và chiều rộng của em nó là 75 nha anh em, 75 chiều ngang. Anh em ngắm kỹ lại tác phẩm Hòn Anh Mộc này một lần nữa, và anh em nào yêu thích tác phẩm này thì nhắc máy lên alo cho nhà vườn, số điện thoại có ghi trên màn hình nha anh em. Và cũng cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho nhà vườn hắc pha bonsai, nên là nhà vườn sẽ chi ăn với lại anh em những cái tác phẩm đẹp này. Và cảm ơn anh em đã xem hết clip trên kênh của anh Thanh Phú. Anh em xem clip thì nhớ đăng ký kênh để được nhận những cái clip tiếp theo nhanh hơn. Xin chân thành cảm ơn quý anh em yêu bonsai trên cả nước rất là nhiều. Cảm ơn anh Thanh Phú đã giúp cho nhà vườn chia sẻ tới anh em những cái tác phẩm của nhà vườn. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Rồi, chào em. Rồi, và chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của em Hùng có địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Thời lượng cũng khá dài. Thanh Phú xin phép dừng cuốn video lại. Và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.